và cả nhà ông đều tin vào Đức Giêsu Kitô. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tân niên để cầu bình an cho năm mới. Vậy thì lời Chúa hôm nay có liên quan gì tới bình an của chúng ta hay không? Bài đọc một hôm nay, bài trích sách tiên tri Isaiah đã phóng lên một cái thời kỳ bình an tuyệt đối, nghĩa là người ta có thể sống chung với nhau. Và Isaiah còn tả nữa là vào cái thời đó là tất cả các con vật nó hung dữ, nó còn sống chung được với nhau kìa. Gấu nằm chung với lại thỏ non, rồi con beo nằm chung với lại những con vật khác. Trẻ con thọc tay vào hang rắn lục mà không vấn đề gì. Và hôm nay Isaiah lại nói tiếp là những người nào mà thọ 100 tuổi là chết yểu. Cái thời đó là thời nào? Thưa, thời đó chỉ có vào thời cánh chung thôi. Nhưng mà ở trên đời này chúng ta cũng có những cái dấu chỉ, cũng có những thời kỳ mà báo trước cái thời kỳ cánh chung mà chúng ta tiến tới. Thì hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta thấy những người dân ngoại. Chúa Giêsu Kitô sau khi bị thất bại ở nhà quê nhá, về quê á, nó tẩy chay á, nó ném đá ấy. Nên cái Chủ nhật thứ ba, thứ bốn, thứ năm này là gọi Chủ nhật ném đá đấy. Ngày xưa là nhà mình là cứ trăng cái màn kín này, tượng với là trăng màn kín ấy. Không biết các vị còn nhớ không? Chứ bây giờ thì thôi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi tre, mỗi tượng Chúa Giêsu thôi. Là ngày xưa tôi còn nhớ còn nhỏ là mẹ tôi dặn là trăng tượng ấy, che tượng đi, bởi vì để cho quân dữ nó khỏi ném vào mặt Chúa Giêsu. Nhưng mà thực ra thì đấy là một cách diễn tả của các cụ ngày xưa thôi. Còn chúng ta che đi là Đức Giêsu Kitô tạm thời mà ẩn mật đi một thời gian. Thế nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói lên một điều: Chúa Giêsu Kitô bị thất bại ngay chính tại quê hương mình thì lại thành công ở nơi dân ngoại. Đức Giêsu Kitô, tại sao phúc âm của Thánh Gioan lại nói sau hai ngày lưu lại Samari? Cộng đoàn có biết Chúa Giêsu làm gì tại Samari không? Nhà thưa, gặp một chị mà chị ta có những tới 6 đời chồng cơ ở Samari. Rồi chị ta về thông báo cho mọi người đã tin vào Chúa, và Chúa ở lại đây 2 ngày. Và hôm nay Chúa trở về Galilee tại Cana thì lại gặp một người ngoại nữa, đó là cái viên sĩ quan mà hầu cận nhà vua. Ông là người ngoại giao, vậy mà ông lại lãnh nhận được ơn lành của Chúa, trong khi những người ở đồng hương với Chúa lại không lãnh nhận được ơn đó. Để cho thấy được là cái thời cánh chung nó là một thời kỳ hòa bình, có thể mọi người chung sống với nhau, cả bên lương bên giáo có thể chung sống với nhau, tất cả mọi người đều có thể chung sống với nhau trong hòa bình. Thì vẫn có đâu đó mà không cẩn thận thì ngay chính trong người nhà nhà mình thôi, nó sẽ dẫn tới cái điểm này, đó là không lãnh nhận được ơn lành của Chúa. Để đây chúng ta thấy là chúng ta là những người theo Chúa Giêsu Kitô phải cố gắng, phải có đức tin mạnh mẽ để chúng ta lãnh nhận được ơn lành của Chúa, và chính đức tin đó sẽ đem lại bình an cho chúng ta. Ông viên chức quan này, cả nhà ông ấy lãnh nhận được sự bình an bởi vì ông tin vào Đức Giêsu Kitô. Con ông được khỏi, nhà ông được đức tin. Đó là ơn đức tin giúp cho chúng ta có được sự bình an. Nên chúng ta không coi thường bất cứ người nào, bởi vì tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa. Cả các vị chính quyền, cả những vị bên lương, cả những vị xem ra có thể xa rời chúng ta. Hôm vừa rồi, hôm Tết, tôi được mời sang bên Công an Hưng Yên, Sở Công an Hưng Yên, chính ông giám đốc Sở Công an Hưng Yên mời chúng tôi sang để dự cuộc gặp mặt ăn tất niên với nhau. Thì trong buổi gặp mặt đó có Phật giáo, Công giáo và Tin Lành. Thì mỗi vị lên phát biểu
Đầu tiên là ông trưởng ban trị sự Phật giáo của Hưng Yên. Bởi vì bên đấy, bên Hưng Yên là bên Phật giáo đông lắm. Chùa họ đông hơn mình nhiều. Họ có mấy trăm vị sư cơ. Mình này có mấy chục thôi. Mình là có 26 cha đang phục vụ tại Hưng Yên, cả dòng lẫn triều, 21 giáo xứ. Và 26 cha đang phục vụ. Còn họ có tới hàng 500-600 các vị sư, nên họ được phát biểu ý kiến trước. Thế thì ông sư phát biểu xong thì tôi lên phát biểu. Thì tôi có nói thế này. Tôi có nói là các vị làm bên an ninh mà bình an là quan trọng. Bình an là quan trọng. Thế chả thế mà Đức Giê-xu Ki-tô khi xuống thế làm người, bắt đầu xuống thế làm người, thì Thiên Thần đã ca lên cái bài ca vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm, loài người Chúa thương. Và Đức Giê-xu Ki-tô phục sinh, khi phục sinh gặp các môn đệ thì cũng điều đầu tiên Ngài nói bình an cho anh em. Nên chúng tôi tôn trọng các vị là người giữ sự bình an, đem lại cho đất nước sự an bình, chúng tôi tôn trọng các vị. Thế nhưng mà bình, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng rao giảng sự bình an, nhưng bình an trong tâm hồn. Bình an bên ngoài cũng quan trọng, nhưng bình an trong tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Nếu người ta có sự bình an trong tâm hồn thì người ta sẽ xây dựng, sẽ cố gắng để tạo cái sự bình an ở bên ngoài. Không có bình an trong tâm hồn thì không có bình an ở bên ngoài đâu. Nên chúng tôi coi trọng, rất tôn trọng các vị là những người mà cố gắng giữ bình an. Nhưng chúng tôi cộng tác với các vị bằng cách là chúng tôi giúp cho con người có được sự bình an trong tâm hồn. Tôi nói thế thôi. Thế mà có một ông công an ở giáo xứ Tiên Chu, mà cụ thể là họ giáo Viên Tiêu. Trước đây ông lấy người công giáo, nhưng mà các con không cho rửa tội, ba đứa không cho rửa tội. Hôm vừa rồi đi tĩnh tâm, cha xứ Tiên Chu nói với tôi, không biết hôm ấy Đức Cha nói ở sở công an Hưng Yên thế nào mà ông về ông cho ngay ba đứa con đi rửa tội luôn. Cho ba đứa đi rửa tội luôn. Phải chăng ông ấy mong muốn có sự bình an ở bên trong để cộng tác làm nên sự bình an ở bên ngoài. Và ngay các bác sĩ của chúng ta cũng vậy thôi. Trước đây ở các bệnh viện rất khó để vào sức dầu. Nhưng ngày hôm nay, nếu như một người nào đó là người công giáo mà có người ốm bệnh viện, bác sĩ nói đi mời cha đến để sức dầu. Rồi ngay đây tôi không biết hôm nay cháu nó không ở đây, cháu nó đang ở giáo xứ Hy Vọng đây này. Cháu là người thân thượng, lấy người Trà Vi. Thì chẳng may vợ nó bị cái ung thư, nó có cái ở tuyến giáp này. Thế đi đến bệnh viện Chợ Rẫy thì bà nói như thế này: nếu như chị ấy là người Phật giáo, anh nên đến nhà chùa. Còn là người công giáo, anh nên đến nhà thờ. Để làm gì? Cầu nguyện có sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp, mà có niềm tin sẽ giúp cho việc điều trị của chị nó sẽ dễ dàng hơn. Và cộng tác với chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho chị. Và anh này, cháu nó đến về nói với mẹ và gia đình cháu cùng cầu nguyện. Và đặc biệt thằng cái anh đấy nghỉ làm luôn để đồng hành với vợ để đi chữa bệnh. Anh ta lần hạt suốt ngày, và thậm chí treo cả tràng hạt ở lên cái lọ thuốc để mà truyền cho chị ấy, đeo cả tràng hạt lên đó. Và bây giờ hiện tại cháu nó khỏi bệnh và đang phục vụ, vợ chồng đang ở giáo xứ Hy Vọng gần đây thôi. Đó, như thế là chúng ta thấy cái sự bình an trong tâm hồn nó quan trọng. Nên chúng ta đầu năm mới chúng ta cầu sự bình an. Nhưng sự bình an đó phải dựa trên cái bình an ở bên trong, mà nếu không có đức tin thì không thể nào có được sự bình an được. Chúng ta thấy gia đình ông sĩ quan này có sự bình an, nhưng anh chị em chúng ta có được sự bình an. Nên xin Chúa giúp đồng hành với anh chị em chúng ta. Và sự gặp mặt đầu năm này có sự hiện diện của anh chị em
điều hành tại các giáo phận khác để giúp chúng ta cái gì? Thưa, giúp chúng ta có đức tin. Và chúng ta thành lập ra ban đồng hương để làm gì? Thưa, không phải để xin tiền, thưa không ai, đừng nghĩ thế. Không phải. Mà chúng ta động viên nhau, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau về đời sống đức tin. Nên chúng ta thấy tại những cái nhà, tại nhà nguyện này, trong những ngày vừa qua, anh chị em đến đây để ngắm. Anh chị em tập trung đêm nay đông đủ thế này là để nói lên cái điều quan trọng của chúng ta, đó là đức tin, động viên nhau, khích lệ nhau giữa một cái xã hội mà nó đang có những cái cám dỗ, đang có thách đố. Để rời bỏ đời sống đức tin thì anh chị em chúng ta là những người mặc dù ở những nơi khác nhau nhưng đã đến để động viên nhau. Sự có mặt của anh chị em hôm nay không chỉ động viên nhau mà động viên Đức Giám Mục, động viên các cha. Bởi vì thấy cái người giáo dân nó tốt như vậy mà phương chi cái người lãnh đạo tại sao lại không tốt. Thế tôi cứ hay lấy cái ví dụ của một cái chị đi buôn, chị đi bán rau thôi mà sáng nào chị cũng đi lễ. Hỏi chị bảo sao chị không đi chợ sớm đi để bán có phải lãi thêm không? Chị bảo không, bỏ lễ nó tiếc lắm. Bỏ lễ nó tiếc lắm. Một chị giáo dân bình thường đi làm ăn lam lũ mà nói là bỏ lễ nó tiếc lắm thì phương chi giám mục và linh mục cớ gì lại không đi lễ? Anh chị em là những doanh nhân, anh chị em là những người đi làm, biết rằng anh chị em bận mải lắm, nhưng bận mải đâu bằng tổng thống được. Cái bà Alozio, tổng thống của Philippines ấy, bà đi sang họp ở Hà Nội ấy, không ngày nào bà không vào trong nhà chung để xin các cha trong đấy dâng tế lễ cho bà ấy và toàn bộ cái đoàn tùy tùng của Philippines vào đó để hiệp dâng thánh lễ. Vậy thì chúng ta hãy động viên nhau, cố gắng nâng đỡ nhau để đời sống của đức tin chúng ta không những cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta, để chúng ta có được sự bình an đích thực như Isaiah trong bài đọc 1 hôm nay đã tiên báo và như Chúa Giêsu Kitô đã làm cho gia đình nhà ông viên sĩ quan kia được một sự bình an đích thực, bình an trong niềm tin, trong niềm phó thác vào tình yêu Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Amen.